Thầy phải khai trong giấy khai sinh là sinh năm 81 là bởi vì hồi xưa thầy cũng giống như các con, mài đúng quần mền 2 năm thầy phải học phổ thông đó các con. 1 năm thầy phải ở lại lớp 1 đó là 13 năm. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Chào quý vị khán giả. Chào anh Quyền Linh. Chào anh. Mời anh ngồi. Anh tên là gì? Em tên đầy đủ là Nguyễn Anh Tuấn ạ. Nguyễn Anh Tuấn. Dạ. Vâng. Rồi, anh chào xíu con người kia tên gì? Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và em chào các bạn khán giả của trường hôm nay ạ. Chào bạn, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Hiệp ạ. Hiện tại em đang làm nhân sự trong công ty may ở quận 12 ạ. Rồi anh ơi, anh bao nhiêu tuổi, làm việc ở đâu vậy? Cái khai sinh là em sinh năm 1982, nhưng thực ra ngoài đời của em là sinh năm 81. Em hay trêu đùa với học sinh là thầy phải khai trong giấy khai sinh là sinh năm 81 là bởi vì hồi xưa thầy cũng giống như các con, mài đúng quần 12 năm thì phải học phổ thông đó các con. 1 năm thầy phải ở lại lớp 1 nó là 13 năm. 3 năm thầy ôn thi đại học nữa là bao nhiêu ạ? Là 16 năm, 4 năm thầy học trên giảng đường Đại học Vinh của Nghệ An nữa là 20 năm. Bây giờ thầy 34 tuổi. Bây giờ cuối cùng là thầy đang dạy học phải không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, nhờ em nhờ thầy vắn tắt giùm em tí xíu ạ. Dạ. Nãy giờ bạn cảm giác thấy như thế nào? Dạ, em thấy anh này hơi nói nhiều. Nói nhiều? Dạ. Nhưng đâu mà cũng dễ thương. Dễ thương hả? Dễ thương chỗ nào? Qua cái cách nói chuyện anh này cũng hài hước. Thầy nhưng mà vui tính như vậy, sinh viên mừng lắm. Hình như cái ưu điểm của bạn là kiên nhẫn đúng không? Dạ, em thì nói chung là có biết tâm cao và kiên nhẫn trong mọi tình huống. Chứ còn nãy giờ tôi thấy tôi mệt rồi đó, tôi không có đủ kiên nhẫn rồi đó. Vậy còn khuyết điểm của mình là gì? Em thì khuyết điểm em thì hơi nóng tính. Nóng tính? Dạ. Thầy dạy ở thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Khoảng 8 năm rồi ạ. 8 năm rồi. Dạ. Thầy dạy cấp mấy? Ngày xưa thì em dạy cấp 3, sau đó em bây giờ mới chuyển xuống cấp 2 ạ. Rồi chừng nào thầy xuống cấp 1? Không, cấp 1 chắc là em không đủ. Dạ, chào thầy. Dạ, chị. Em ngưỡng mộ thầy quá, em không thể chịu đựng nổi. Đáng lẽ là chưa có tới cái giờ quay mặt này, em phải qua quay mặt thầy. Dạ, thầy chị. Học thì cũng ở lại ngâm, mà thầy dạy thầy cũng bị tụt thấp. Dạ. Đó có vì lý do của nó, vì dạ, tính em thật quá, mà người ta nói thật thà thì ăn cháo, mà bố láo thì ăn cơm. Em không có đó là đúng. Thế thầy ăn cơm hay ăn cháo? Em ăn cháo. Vậy hôm nay thầy đến đây là quyết chí lấy vợ hay sao thầy? Dạ đúng rồi, bố mẹ em hối em nhiều quá nên em... Bố mẹ hối chứ thầy chưa muốn hả? Không, cũng muốn á. Dạ cảm ơn thầy. Trời, cảm ơn. Trời ơi trời. Mặt cũng dễ thương mà sao ngộ vậy ta? Chi ngộ? Ngộ tao rất ấn tượng đó. Dạ. Vậy giờ mình có đặt ra cái chuẩn cái người đàn ông mình muốn là như thế nào không? Dạ em thì muốn cái người đó là mạnh mẽ tí, biết quan tâm, chăm sóc. Nói chung là nhường nhịn em tí, bởi vì cái tính em hơi nóng, nhưng những lúc em nóng thì anh đó hơi dịu một tí là được rồi chị. Rồi có cái điểm nào mà bạn không thích về người đàn ông của mình? Dạ em không thích là nói nhiều. Bởi vì em thì cái tính em ít nói, em cũng không muốn nói nhiều. Mà nói nhiều thì em nổi điên là em cũng nói nhiều luôn là chết. Nãy giờ nổi điên chưa? Dạ chưa, đang kiềm chế. Đang kiềm chế hả? Dạ. Bên đây ta đang kiềm chế đó nha thầy ơi. Anh có biết ưu điểm của anh là gì không? Ưu điểm của em thì cũng ít thôi, cũng chịu thương, chịu khó. Em có trách nhiệm với gia đình. Em chỉ có nấy ưu điểm thôi. Dạ. Không có khuyết điểm hả? Khuyết điểm thì nhiều quá, cả trang 200-300 giấy cũng có. Tự ái là cái khuyết điểm lớn nhất của em á. Còn khuyết điểm gì nữa, nói một vài khuyết điểm nữa coi. Em nhớ lại coi, nhiều lắm em nhớ không nổi. Ngày xưa em cũng hay lăng nhăng, bây giờ em không lăng nhăng nữa. Bây giờ em lo em lấy vợ, bố mà em hối em nhiều quá. Thầy ơi thầy, nhưng mà hôm nay thầy đi đến đây là có học trò thầy đi theo không thầy? Còn có hai đồng nghiệp của em ở ngồi dưới nè chị ơi. Bây giờ nè, chị cảm nhận thế nào về anh chàng bên kia? Em chưa thấy mặt nhưng mà em cảm nhận anh này dễ thương lắm á. Dạ chắc dễ thương lắm đấy. Nhưng mà hơi lăng nhăng tí thôi. Dạ không sao, không gì em kỹ. Ở trường anh có dễ thương, có vui gì không vậy?
Em cảm nhận là sau bao nhiêu năm công tác thì anh Tuấn là một người sống rất là có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc. Anh nói nhiều nhưng mà thật ra không phải như vậy đâu. Anh sống rất là biết quan tâm đến mọi người. Dạ. Nhưng mà ở trường có ai để ý anh Tuấn không? Dạ, thầy Tuấn thì được rất là nhiều học sinh thương yêu, cũng giống như là đồng nghiệp cũng là thương yêu và giúp đỡ rất là nhiều. À, cảm ơn chị. Chị thấy cô này như thế nào? Có hợp với thầy Tuấn không? Dạ. Bản thân Quỳnh cảm nhận á, Tuấn thì Quỳnh thấy chị bên này á, làm nhân sự thì mình nghĩ là chị cũng tâm lý và cũng là một người có trách nhiệm, cũng đạo đức giống như những gì mà Tuấn đề ra, thì Quỳnh nghĩ là Tuấn cứ thử nhìn mặt rồi Tuấn quyết định là quyền của Tuấn. Rồi, cảm ơn chị. Nêm ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Bây giờ trước khi xem mặt á, tôi cũng có một vài nói điều nói với thầy. Tiếp xúc với thầy á, luôn tạo cái niềm vui cho người đối diện. Ha, tôi nam mà tôi còn cảm giác như vậy. Nhưng mà mình hạn chế những cái gì quá thật đi. Đôi khi nó thật, nó trần trụi quá đó, nó cũng không hay. Không phải không hay mà nó hại đến bản thân mình. Thầy biết không? Dạ biết. Thầy biết hại rồi sao thầy còn nói chi hoài vậy? Đôi khi là có tài có tật của thầy ha. Dạ dạ. Rồi ok, mình sẽ kéo màn lên. Nếu mà không có nhờ chị ở dưới nói á thì là nãy giờ chị cũng đang hoang mang lắm, chị không biết có nên mai mối cho em cái người thầy ngồi bên kia hay không. Dạ. Nhưng mà khi nghe đồng nghiệp của thầy Tuấn đây nói thì mình cũng phần nào thôi mình phải coi lại ha. Nhiều khi chỉ là vài câu xã giao thì mình cũng chưa thể nào nhận định một con người được. Có thể bên ngoài thầy vậy nhưng bên trong thầy cũng yếu đuối, thầy cũng khao khát tình yêu lắm. Bây giờ mình coi mặt nha. Rồi kéo màn lên. Ngâm cứu. Ngâm cứu. Chúng ta có 2 phút gặp nhau để nói chuyện thầy ha. 2 phút bắt đầu. Dạ, em chào anh ạ. Đầu tiên anh cảm nhận về em như thế nào? Cũng thấy cũng bình thường. Dạ. Bình thường là như vậy. Tiêu chuẩn về người bạn gái của anh như vậy, anh thấy em có cái tiêu chuẩn gì nằm ở trong đó hay không? Cũng được 80%. Bạn cảm nhận mình thế nào? Anh hả? Cũng đẹp trai, cũng dễ thương. Cảm ơn. Lỗi khán giả nha, trong trường học sinh là chào bằng câu chúng con kính chào thầy Tuấn, hot boy đẹp trai xì tin cu te. Anh chỉ nói giỡn thôi chứ không phải ý. Thôi 2 phút hết rồi à, con chuồng này. Chưa, mới có 1 phút mà. Bà nói à, giờ anh nói đi. Em nói nãy giờ ấy. Không nói gì cổ thôi, nói riêng gì cổ thôi. Lấy nhau về làm gì rồi á, tiền bạc ai giữ thì nói hết luôn đi. Lấy nhau về rồi sẽ đẻ con. Rồi tiền bạc thì ai giữ thì không quan trọng. Quan trọng là lúc bố mẹ ốm đau, chồng mình cũng phải có ít tiền mà mình đi thăm bố mẹ. Lương em bây giờ làm 5 triệu em đưa 3 triệu thôi, còn 2 triệu để em xài. Không có đưa là được rồi anh. Anh nhìn thẳng vô mắt cổ anh nói thử, tiếng thử anh yêu em thử có được không? Xin lỗi anh Linh, cái câu này anh chưa nói với ai bao giờ anh Linh ơi. Nói thử là có cảm giác sao? Nói thử thôi. 2, 3. Thôi mình thích bạn đi. Đổi đi chứ anh yêu em nó nghe nghe nó kỳ lắm. Thôi anh Linh ơi, hết rồi này. Như anh gặp em anh khóc hay sao? Nói nhiều lắm mà sao cuối cùng cái chuyện giờ ta cho nói không chịu nói vậy trời. Không phải. Chị vẫn không hiểu. Em thực ra là em rất ít nói. Người khác khui ra thì em nói được. Bây giờ chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ kỹ và quyết định có đồng ý nhấn nút để hẹn hò với nhau hay không. 1. Từ từ đợi xíu. Suy nghĩ thật kỹ xem có đồng ý để quyết định nhấn nút để hẹn hò với nhau hay không. Nhấn nút có nghĩa là đồng ý, mà không nhấn nút là không đồng ý. 2. 3. Hết thời gian. Lý do tại sao thầy không đồng ý hẹn hò với bạn nữ bên kia? Em nhìn thấy thích thì em với nhấn nút rồi. Mà em nhìn thấy cũng không thích lắm. Nên là... Tại sao không thích lắm? Lý do tại sao ta dễ thương vậy mà? Thì dễ thương là một chuyện, phải nhìn mới thích với sáp vào nhau được chứ không... không không thích sáp vào nhau khó chịu lắm. Thế còn bạn, tại sao bạn lại không đồng ý nhấn nút chọn thầy? Dạ, bởi vì em thấy giữa tính cách của em với thầy không có hợp với em, nên
Em cũng hy vọng là ảnh cũng giống như là người bạn vậy đó. Dù sao thì chương trình cũng chúc hai bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc của mình ở đâu đó. Dạ. Trong nay mai. Dạ. Chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn. À, rất mong được gặp lại. Chưa bắt tay anh mà chưa cảm ơn anh. Bây giờ mới được có điều kiện, cảm ơn. Đây, cảm ơn. Chúng ta còn nhiều dịp để nói chuyện nữa. Dạ, dạ. Tôi rất muốn gặp anh để nói chuyện nhiều hơn. Chương trình mà em cảm ơn anh Bình Minh và chị Cát Tường nhiều. Rồi, dạ. Cảm ơn khán giả rất là nhiều. Con không nói nhiều. Dạ, còn nếu về tật xấu thì em cảm thấy là tất cả mọi người, bạn nam nói chung là ai cũng có hết. Nhưng mà em nghĩ là ở mức độ điểm dừng, biết điểm dừng, nó vừa phải là được. Chứ không thể nào bắt buộc một con người hoàn hảo được. Bởi vì bản thân mình cũng không hoàn hảo, không ai có thể hoàn hảo. Nhưng mà em mong muốn bạn trai cao mét bao nhiêu thì mới là hơn em? Dạ, em bản thân em cao 1m65 rồi. Em nghĩ là bạn đó có thể là cao 67 hoặc trở lên 67 đổ lên. Dạ, cao 1m72 chị Ba ơi. 72. Dạ được. Bây giờ bạn gái nói như vậy thì em cảm giác là em có khoảng bao nhiêu phần trăm để đáp ứng bên đó? Dạ, nếu như mà những yêu cầu của bạn nữ bên kia thì em có thể là em sẽ được 70-80% 70-80 rồi đó. Anh ơi, anh có biết nấu ăn không anh? À, có biết em. Anh chỉ làm những món ăn đơn giản thôi. Chứ em nấu ăn là tại lắm. Không sao, từ từ rồi cũng sẽ nấu tốt thôi. Vậy ví dụ như sau này mình có về chung một nhà thì anh nấu đi, em đặt dao, em rửa chén cho. Ừ, cũng được em. Rồi, được ngồi với bạn. Yeah. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Tú Trinh. Năm nay em 31 tuổi, quê của em ở An Giang. Em đang làm ở đâu? Dạ, em đang làm ở Bình Dương. Em làm Bình Dương làm gì vậy cưng? Dạ, em là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng của quê ở An Giang, nhưng dạ, mà làm việc ở Bình Dương. Dạ. Vậy hả, nhân viên văn phòng, 31 tuổi. Dạ. Tên gì quên nữa rồi? Nguyễn Thị Tú Trinh. Tú Trinh. Rồi, mời đàn trai. Dạ, chào anh Quyền rồi, Linh. Rồi, chào em. Dạ, chào chị Hồng Vân. Ngồi đi em, ngồi xuống. Cứ ngồi đi cưng, ngồi xuống. Chào bạn nữ bên kia, chào đại diện hai bên gia đình và chào tất cả quý khán giả. Em tên đầy đủ là Phạm Văn Sinh, 34 tuổi và em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Còn gia đình bố mẹ em thì ở Xuân Lộc, Đồng Nai ạ. Sinh đang làm gì? Dạ, nghề nghiệp của em là dược sĩ ạ. Dược sĩ là dạ, bán thuốc đó ha? Dạ, em đang làm một công ty sản xuất dược phẩm ở Biên Hòa, Đồng Nai ạ. À, rồi. Sinh 31 tuổi, dạ. Trinh 31 tuổi, Sinh là 34 tuổi. Dạ đúng. Bạn Trinh là ở đâu nha? Dạ, em ở An Giang. Ở đâu? An Giang. An em Giang. Đang làm việc ở đâu? Bây giờ đang làm việc với An Giang dạ, luôn. Dạ, không, em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Bình Dương, nói cho bên đàn trai nghe. Dạ. Bình Dương là ở huyện nào em? Dạ, em ở Tân Uyên, Bình Dương. Tân Uyên. Dạ. Còn Sinh là ở đâu? Dạ, em ở Biên Hòa. Biên Hòa. Dạ, à, chỗ em qua Tân Uyên thì cũng gần. Vậy là cũng gần. Dạ. Rồi, rồi, mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cưng. Dạ, điểm mạnh của em là em dễ thông cảm với người khác. Em chịu khó và hay giúp đỡ người khác. Nhưng mà điểm yếu của em là rất là dễ tin người nên dễ bị dụ. Yeah, dạ, dễ bị dụ. Bị dụ dạ, nhiều chưa? Những cái chuyện nhỏ nhặt như người ta nói, người ta dụ mình mà em không biết, em tưởng thiệt đó. Thành ra nó làm nhiều cái nó lạ lạ người ta. Rồi, có cái tật xấu gì không? Mình có tật xấu gì không? Có nóng tính hay là dạ, có... Dạ có, em thì hơi nóng tính. Nhưng nói với em thì chỉ nói một lần thôi, chứ đừng có nói nhiều quá em hơi bực mình. Rồi mời em trai. Dạ. Em phải nói cho mình gái biết là ưu điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em á thì em sống tự lập và có thể là nấu ăn được. Nấu ăn được. Dạ. Và em thích học hỏi. Với lại em biết quan tâm với mọi người xung quanh, hơi tâm lý một chút. À. Với lại có em có thể hát cũng được ạ. Hát cũng được. Dạ. Có khuyết điểm gì không? Dạ có khuyết điểm là tại em cũng cái tật em cũng ít nói chuyện, với lại em ít cái biểu hiện cái tình cảm ra bên ngoài. Và có một số bạn thì ví dụ với tiếp xúc em lần đầu thì có vẻ như em rất là lạnh lùng này kia. Nhưng mà khi mà nói chuyện quen thì người ta mới thấy ừ, bạn rất là thân, rất là dễ gần. Em có mấy mối tình rồi Sinh? Dạ, dạ em trải qua 2 mối tình. À, Trinh 2 mối tình hả? Dạ. Mình bên đây là Trinh đó, bởi là Sinh. Sinh, dạ. Nãy là mấy anh Linh anh hỏi Sinh hay là Trinh? Hỏi Trinh, em nghe hỏi bên Trinh. Bên kia hả? Là Trinh, bên đây là Sinh, rồi dạ, kế bên là Linh. Linh chết tình con anh. Dần in đó. Rồi bây giờ thôi bên đó nói luôn đi, bên đó có mấy mối tình rồi, mình dạ, khai sao? Em thì đã trải qua 2 mối tình chính thức ạ. 2 mối? Dạ, mối tình đầu tiên là thời đi học và mối tình thứ hai thì là cũng cách đây khoảng 3 năm. Thì quen nhau khoảng là gần 1 năm thì tụi em cảm thấy là mình không có tiến xa hơn nữa, nên tốt nhất là mình dừng lại để cho mỗi người thì có một cái lựa chọn và một con đường đi riêng. Rồi, à, từ đó tới giờ bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng gần 2 năm mấy, gần 3 năm. Hai mấy gần 3 năm. Dạ. Mời đàn gái.
Dạ, em cũng trải qua hai mối tình. Mối tình của em là từ lúc em học lớp 9. Rồi em quen xong rồi bạn đó nghỉ học nhưng mà em vẫn học. Rồi em quen xong bạn đó muốn tiến tới hôn nhân thì em cảm thấy là nó không có đủ tình cảm để đi đến hôn nhân. Là thôi, dạ, là thôi. Cái mối tình học sinh đúng dạ, không? Dạ, còn mối tình thứ hai của em thì bạn nam đó hơi thấp hơn em. Cho nên... lùn hơn đó phải không? Dạ đúng rồi. Lùn hơn. Dạ. Với lại em cảm thấy nó không hợp trong tính cách nữa. Cho nên em không đi đến hôn nhân. Là quen nhau bao lâu? Dạ 3 tháng à. Chứ quen 3 tháng. Có 3 tháng thôi hả? Dạ. Em cảm thấy nó không có để đi lâu dài nữa. Nó đã như vậy rồi thì cho dù mình quen bao lâu nó cũng như vậy. Cho nên... Như vậy là trong bao lâu rồi em đã chia tay bạn đó bao lâu? Cũng 5-6 năm rồi chị. 5-6 năm rồi? Dạ. Mà 5-6 năm rồi chưa có một mối tình nào khác nữa. Dạ đúng rồi. Em cảm thấy như mọi người, ví dụ như ở mức độ bạn bè, với là em trong 5-6 năm nào em thấy thích cái cuộc sống tự do hơn. Dạ. Đó. Rồi, chào em gái. Dạ, em chào anh. Bây giờ mình bỏ qua những cái cũ đi ha. Dạ. Mình làm lại. Dạ. Mình tìm một mối tình mới và xem như đó là mối tình có thể là cả cuộc đời luôn. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn thứ nhất là nếu như nói về ngoại hình thì bạn đó có thể cao hơn em. Còn nói về tính cách thì chỉ cần bạn đó không có gia trưởng, không có tính toán, không có nói nhiều là được. Còn không tính toán, không nói nhiều. Dạ. Còn nếu về tật xấu thì em cảm thấy là tất cả mọi người, bạn nam nói chung là ai cũng có hết. Nhưng mà em nghĩ là ở mức độ điểm dừng, biết điểm dừng, nó vừa phải là được. Chứ không thể nào bắt buộc một con người hoàn hảo được. Bởi vì bản thân mình cũng không hoàn hảo, không ai có thể hoàn hảo. Nhưng mà em mong muốn bạn trai cao mét bao nhiêu thì mới là hơn em? Dạ, em bản thân em cao 1m65 rồi. Em nghĩ là bạn đó có thể là cao 67 hoặc trở lên. 67 đổ lên dạ, ha. Em cao 1m72 chị Vân ơi. 72. Rồi, dạ được. Bây giờ bạn gái nói như vậy thì em cảm giác là em có khoảng bao nhiêu phần trăm để đáp ứng bên đó? Dạ, nếu như mà những yêu cầu của bạn nữ bên kia à, thì em có thể là em sẽ được 70-80% ạ. 70-80 rồi đó. Anh ơi, anh có biết nấu ăn không anh? À, có biết em, anh chỉ làm chứ... những món ăn đơn giản thôi. Chứ em nấu ăn là tệ lắm. Không sao, từ dạ, từ rồi cũng sẽ nấu tốt thôi. Vậy ví dụ như sau này mình có về chung một nhà thì anh nấu đi, em lặt gạo, em rửa chén cho. Ừ, cũng được em. Cũng được ha. Dạ. Thôi, mời nhà gái xem mắt nhà trai. Dạ. Là mình sẽ làm phần sơ chế, còn bên dạ, đó là cái người mà... Chào em. Dạ, chào chị. Chàng trai 1m72. Dạ. Rồi, vậy thì em mong muốn cái người bạn gái của em như thế nào? Dạ, em mong muốn cái người bạn nữ của em muốn tìm á, thì là một người phụ nữ biết chia sẻ, biết quan tâm. Và đặc biệt em cần một điều đó là cái đạo đức. Bởi vì nếu mà sự lễ phép và cái đạo đức thì em nghĩ nó quan trọng hơn. Với lại nếu như gia đình bạn nữ không có theo đạo Thiên Chúa thì tốt nhất á. Dạ. Thế em có đạo không? À, rồi, vậy là yên tâm rồi đó. Còn về ngoại hình thì chắc chắn là em vừa mới nghe bạn nói là 1m65 là coi như dạ, chiều cao là ngon rồi đúng không? Dạ. Ừ, rồi bây giờ em có mong muốn bạn của em có một, tức là em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Dạ, hình mẫu thì cái mặt phải đẹp như thế nào em hay không là có, giống ai không? Dạ, em không có quan trọng về cái ngoại hình nhiều. Chủ yếu là em về tính cách nhiều hơn. Mà người để em có thể là thần tượng nhiều nhất á, thì đó là chị Mỹ Tâm. Vì em rất là khâm phục cái tâm làm nghề của chị. Và thứ hai nữa là cái giọng hát của chị rất là hay. Yeah. Em hát được nổi giống Mỹ Tâm không em? Có biết hát không? Dạ em hát cũng hay nhưng mà em... Mi chưa có. Alo, alo lại đi. Alo. Rồi. Dạ. Rồi, em hát được giống Mỹ Tâm không? Không. Không hả? Dạ. Rồi em biết hát không? Em hát không hay nhưng mà em hay hát. Em hát mọi người đừng có cười là được. À vậy hả? Vậy dạ, chút em hát cho anh nghe thử nghe. Dạ. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với chị gái và cháu của em. Chào em Linh, à, chào chị Hồng Vân. Em là chị ruột của Trinh. Dạ, nói về Trinh thì sống rất là tình cảm và đặc biệt là rất là có hiếu với ba mẹ. Em cũng mong qua chương trình này hai em cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau, nếu được thì tiến xa hơn nữa, đó là điều mong mỏi của em và gia đình. Chị thấy bạn này sao? Nhìn qua lần đầu thì mình không thể nào nhận xét được, nhưng mà nhìn thấy tính cách em nói chuyện thì cũng hiền. Mong là thời gian em tìm hiểu thì cho nhau cơ hội đúng không? Dạ, nếu chị có bấm đúng không? Chị thì chị thấy em nói chuyện được đó, để coi hai em cho nhau cơ hội và tìm hiểu nhau đi.
Dạ, chứ cảm nhìn ơn. Qua thì mình không đánh giá được người. Rồi, cảm ơn chị. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với anh hai của em với lại một bạn đồng nghiệp cũ á. Và cũng là cái bạn đó động viên em đăng ký chương trình. Là anh hai ruột luôn đúng dạ, không? Dạ, anh hai ruột. Đó, cứ nhìn ảnh là ra bạn này. Xin chào Linh, xin chào chị Hồng Văn, xin chào quý khán giả và gia đình em gái. Em là anh trai, anh cả của Phương Sinh. Xin là em út trong gia đình. Chương trình hôm nay cho hai em gặp nhau là một cái duyên. Sinh thì sống rất là đầm tính, không bao giờ gia trưởng, rất là thương yêu và chăm sóc mọi người. Nên anh thấy em gái bên này thì cũng rất là xinh, đầm tính. Thì anh cũng hy vọng là hai em cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi, xin hẹn. Rồi, cảm ơn anh hai. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Sinh. Dạ. Chào em. Bên kia là Trinh, bên đây là Sinh đó. Hôm nay anh tới đây anh có món quà anh tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Bây giờ mở từng hộp một luôn đi cưng. Rồi, đó. Đây có món quà đây thì nó cũng có liên quan tới cái công việc của anh. Dạ. Đây là cái sản phẩm Omega 3 là dầu cá. Dạ. Thì nó chỉ là thực phẩm chức năng thôi, nó không phải là thuốc. Dạ. Nó chỉ hỗ trợ trong một số trường hợp như em bị căng thẳng nè. Em giảm có tác dụng là giảm mỡ máu. Dạ. Và đặc biệt nữa là ở phụ nữ thì nó rất là tốt cho da nha. Dạ. Thì liều dùng quá và những cái hướng dẫn thì nếu như anh sẽ hướng dẫn cho em sau. Dạ dạ. Bệnh nghề nghiệp quá ha. Rồi. Dạ. Còn quà của bạn gái em mở ra đi. Em tặng anh cuốn sách tại vì em rất là thích quà tặng cuộc sống. Em cảm thấy mỗi một mẫu chuyện ở trong đây nó sẽ mang đến mình một thông điệp và một thông điệp nó sẽ có ích cho mình hơn. Em hy vọng là anh sẽ kiên nhẫn đọc hết cuốn sách. Anh cũng rất là thích đọc sách. Dạ. Dạ. Rồi, còn quà của em gái là gì vậy? Dạ, em tặng cuốn sách. Cuốn sách gì đó, đọc coi, tựa gì? Dạ, sách là Chia sẻ tâm hồn, quà tặng cuộc sống ạ. Tốt, đọc cái đó tốt lắm em. Dạ. Rồi, hai đứa ngồi nói chuyện đi. Dạ. Nãy em nói em tặng bạn đó bài hát đó. Em tặng bạn trai bài hát đi. Dạ, em hát không có hay, mong mọi người đừng có cười. Em xin ca bài Cô Bạn Học. Yeah. Em bảo anh nếu em là nữ hoàng, anh xin gì thì em sẽ ban cho, nhưng nói chứ không nhường ngôi đâu nhé, vì vua thường hay chọn lắm cung phi. Rồi một hôm em ghé đến thăm anh, sợ mẹ cha hay chuyện của đôi mình, anh nói dối thưa đây cô bạn học, đã lâu rồi cô mới vừa gặp nhau. Bạn trai sao? Dạ, thấy bạn hát cũng hay ạ. Em có tặng bạn không? Tặng dạ, hát dạ tặng có. Bạn không? Thôi, hôm nay em đến với chương trình thì em xin gửi anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn nữ với lại tất cả quý khán giả một bài hát của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là Lối Nhỏ Vào Đời ạ. Rồi, dạ. Em cứ tiến tới gần hát, giao lưu với bạn gái kìa. Anh sẽ là dòng sông, đêm là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Đời em là chim én bay, đời em là hương tỏa đâu đây. Đời em là bình minh rực cháy, đời em là hạnh phúc tràn đầy. Đời em là câu hát ru, đời em là sao diều vi phu. Đời em là tình yêu bỗng cháy, anh đã cho em mùa xuân này. Rồi. Phần giao lưu văn nghệ đã xong, hai bạn nói chuyện với nhau đi. Cảm xúc thế nào sau mấy chục năm mới gặp mặt đó? Chào em. Em có điều gì muốn hỏi anh không? Tâm sự. Em hỏi là anh có quan điểm như thế nào về cuộc sống hôn nhân? Anh nghĩ thì nếu như hôn nhân thì quan trọng nhất là cái sự chia sẻ và cái sự tha thứ với nhau. Chẳng hạn như bởi vì trong lễ kết hôn, tại sao bình thường
hai vợ chồng á, nếu mà tiến tới hôn nhân á, tại sao phải đeo nhẫn? Thì nó thứ nhất là nó thể hiện được là về của hai người này là của nhau rồi, và cái chữ nhẫn nó cũng một phần đó là cái sự nhẫn nhịn trong cuộc sống. Anh nghĩ nếu như mà mình biết chia sẻ và mình nhẫn nhịn, mình bao dung thì có thể là mình sẽ bền lâu hơn. Dạ. Vậy ví dụ như anh quan điểm như thế nào về cuộc sống gia đình? Cuộc sống gia đình đó, nó cái công việc gia đình và nói chung và cái cuộc sống của hai người nói riêng. Nếu như mà cuộc sống về gia đình mà đối với của anh hoặc của em đi, nếu như mình về với nhau á thì mình cũng không có thể nào là mình phân chia, ừ ông làm việc này, bà làm việc kia. Thì cũng có thể là hôm đó anh đi làm việc trước chẳng hạn, thì cũng có thể là anh nấu ăn được, anh nấu cho em. Còn ví dụ em có thể rửa chén hoặc là em mệt thì anh cũng thể rửa được. Dạ. Rồi mình hẹn hò sao? Anh nghĩ là từ Biên Hòa thì đi qua Tân Uyên thì cũng gần, anh chỉ đi qua còn mới là tới Bình Dương rồi. Thì cũng có thể là nếu như em không có bận việc gì thì một tuần cũng có thể là mình gặp nhau được 2-3 lần. Cái công việc của anh thường là nguyên tuần luôn hay sao anh? Công việc của anh thì một tháng thì mình sẽ được nghỉ 2 thứ bảy và 4 chủ nhật. Còn nếu mà thời gian đi làm thì anh sẽ đa số là làm về hành chánh. Còn nếu như công việc mà nó nhiều thì phải đi ca. Rồi anh có gia trưởng không? Không, cái đó là anh không có gia trưởng. Anh có khó tánh không? Khó tính hả? Nói chung mình cái việc nào mà mình làm thì anh nghĩ là mình nên tập trung để mình làm, mình hoàn thành. Chứ còn mình nếu mà mình khó chịu này kia thì cái người ở chung với mình thứ nhất mình cũng khó chịu và cái bạn kia bạn cũng không có vừa lòng nữa. Mình nghĩ là cái nào mình dung hòa được thì càng tốt hơn. Anh có biết hút thuốc không? Không, anh không hút thuốc, nhưng mà có thỉnh thoảng đi đám tiệc thì cũng có thể là uống được vài lon. Rồi sau này nếu mà lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ, con cái sao, mình trao đổi với nhau đi. Xin. Dạ em nghĩ đó, nếu như mà về tiền bạc thì để cho bạn nữ giữ thì vẫn hay hơn. Bởi vì em cũng không có chuyên về giữ tiền nhiều. Còn con cái thì anh nghĩ là nếu như mình đến được với nhau á thì nên có là 1-2 bé là vừa để mình có thể chăm sóc và giáo dục con tốt. Dạ. Vậy hiện giờ anh đang sống với ba mẹ hay sao? Hiện tại bố mẹ thì vẫn ở dưới quê. Còn anh ở Biên Hòa thì anh đi làm. Anh cũng chưa có nhà nhưng mà có đất. Cũng có thể là mình, nếu mình tới hôn nhân thì mình có thể mình về mình chung xây với nhau. Dạ. Giả sử bây giờ chúng ta lấy nhau thì Sinh sẽ lo điều gì cho Trinh? Dạ, thứ nhất nếu mà công việc của em á, có thể là làm bên đó thì nó ổn định á. Thì với lại bên chỗ anh mà chạy qua đó cũng gần, thì nếu thứ nhất mình thuận lợi thì anh cũng có thể qua bên kia ở, hoặc là em cũng có thể về Biên Hòa ở cũng được. Dạ. Rồi thí dụ như mình quen nhau, mình anh định là khoảng bao lâu mình sẽ tiến đến hôn nhân? Anh nghĩ cái độ tuổi của mình á, thì cũng không phải là lớn mà cũng không phải là trẻ. Thì nếu như mình tìm hiểu và mình có thể là chấp nhận được những cái ưu khuyết điểm của nhau thì cũng có thể là cuối năm hoặc là sang qua Tết một tí là mình có thể là tiến tới hôn nhân. Còn em thì em nghĩ như thế nào? Em cũng nghĩ như vậy, cũng thể là quen ít nhất là khoảng một năm. Tại vì mình còn thời gian rất là dài để mình tìm hiểu một người. Tại vì mình sống với nhau suốt đời mà, đâu phải là một sớm một chiều. Xin hỏi đi, có làm dâu gì không? Dạ đúng rồi, em cũng tính hỏi mà. Hỏi đi. Dạ, ví dụ như mình lấy nhau về vậy rồi có làm dâu không anh? Nếu như mà về với nhà bố mẹ thì mình sẽ ở chung với bố mẹ. Còn ở Biên Hòa thì nếu mà ở đây thì chắc là anh nghĩ là cũng chỉ có hai vợ chồng ở thôi, nếu như mình đến hôn nhân. Ví dụ như em thích cái cuộc sống ở trên đây thì sao? Em thích cái cuộc sống và làm việc ở trên đây thì sao? Thì anh cũng có xu hướng là anh lập nghiệp trên đây hơn. Bởi vì công việc này vẫn thuận lợi. Bây giờ còn một câu. Dạ. Nào đó mình nói tận đáy lòng của mình về suy nghĩ về người đối diện. Sau đó ta tiến hành bấm nút. Dạ. Hãy tiến đến và đứng gần Trinh và nói cái gì đó. Suy nghĩ thế nào nói như thế. Mỗi người một câu. Hãy nắm tay Trinh. Nói đi. Dạ. Suy nghĩ gì, Trinh như thế nào? Anh thì anh có đọc một bài thơ trên mạng. Đó là bài giảng của thầy Pháp Hòa. Thì thầy có giảng một cái bài thơ như vậy: có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu, lắm khi chỉ một buổi chiều
mình gặp người đó mình yêu tới già thì anh nghĩ, và hôm nay là cái ngày và cả một buổi chiều nữa anh và em tìm được nhau, thì anh nghĩ mình có thể là mình đi nắm tay với nhau, mình tìm hiểu và đi đến tới già luôn. Này là mới sáng tác hả cưng? Hay quá. Này là mới nghĩ ra hả hay sao? Hay là ủ mưu là lâu rồi để gặp, dạ, là nói thôi? Tại bình thường thì em cũng có hay nghe mấy bài của thầy giảng đó, em thấy nó cũng hay và nó cũng phù hợp với của mình nữa. Đúng rồi, dạ. Đúng buổi chiều luôn. Dạ đúng. Vậy em cũng có hai câu em muốn hỏi anh. Ngày mai nắng sớm chiều tà, bây giờ anh có muốn về nhà với em không? Đó là điều đương nhiên, anh cũng rất là muốn về nhà với em. Dạ. Nếu anh không muốn thì anh sẽ không tới đây. Dạ. Rồi, bây giờ về chỗ rồi, nào? Rồi, trở về vị trí đi. Dạ. Hai bạn này hiền nha. Có vẻ hai bạn rất là hiền, rất là hợp nhau đấy. Bây giờ mình đã nói chuyện rồi, chúng ta hãy kiểm tra lại một lần nữa xem đây có phải là một người để mình hướng tới hôn nhân hay không? Đây có phải là một người để mình tìm hiểu, để ghép hai mảnh yêu thương lại với nhau hay không? Nếu đúng, chúng ta đừng ngại ngùng bấm luôn cái nút ở phía sau các bạn. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm, để cái nút đó cho nhiều người khác nữa. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Bên tay trái, trên Duy. Đúng rồi, đúng rồi, đây. Xin. Đúng rồi, cái đó. Tức là... Sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Bên đây nhắc không lên. Đấy, chàng trai này tuy là hiền nhưng mà rất là quyết liệt. Khi mà đếm tới 1, 2 là bấm rất là mạnh luôn. Bấm gần như là dùng hết cái lực mình để bấm cái nút đó. Cho thấy rằng trái tim của anh ấy đang gọi là đập rất là mạnh. Đúng không Sinh? Dạ. Bây giờ ta bên đây ta cũng quyết liệt tại cái nút kỳ quá. Rồi. Cái nút bấm cạch cạch bấm hoài không được. Bây giờ đã đến lúc chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay Trinh đi nào. Và hứa với chị, với gia đình và xin phép mọi người cho trong gia đình cho tụi em được hẹn hò với nhau bắt đầu từ ngày hôm nay. Chào ạ. Hôm nay thì em có gặp với Trinh thì cũng mong đại diện bên gia đình tạo cơ hội và điều kiện để cho hai đứa em tìm hiểu và nếu được thì có thể là tiến tới hôn nhân. Dạ, em cảm ơn. Rồi. Xin phép hôn nụ hôn đầu tiên. Anh xin phép là cho trao bạn nụ hôn ạ, trên ngay sân khấu luôn ạ. Anh cho. Dạ. Rất đẹp, rất tốt đấy. Cố gắng lên nha, chăm sóc mối tình này để cho nó phát triển và chúng ta sẽ đến điều xa hơn là thông báo chúng tôi là chúng em đã đăng ký kết hôn. Yeah. Chúng tôi chờ điều đó thôi và hy vọng rằng mối tình này sẽ là keo sơn gắn bó nha. Yeah. Hãy nắm tay nhau, đừng bao giờ buông tay ra. Yeah. Đây là món quà dành cho các bạn của nhà hàng Mắc He, vi uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc. Yeah. Còn đây là quà tặng của thương hiệu Robot. Một voucher trị giá 50%, giảm 50% khi mà các bạn đi mua những cái vật dụng này cho gia đình. Dạ, em cảm ơn. Còn đây là một cái món quà tặng của Duhan LED, đèn LED Việt nha. Cái đèn rất là sáng, rất là đáng yêu. Và đây là nước Định Thành, nước khoáng kềm thiên nhiên gửi tặng các bạn. Dạ, em cảm ơn. Một cái son, một bộ son Yurika của thép Vina QA Nhật Bản tặng riêng cho bạn nữ. Và nếu mà hai bạn đăng ký kết hôn thì hai bạn sẽ có một món quà trị giá là 20 triệu đồng của thương hiệu thép Vina QA tặng cho các bạn. Dạ, cảm ơn. Rồi. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, em cảm ơn. Cố lên nha, cố lên nha, xin nha. Dạ, em cảm ơn. Với lại em cũng xin là xin cảm ơn chương trình với lại anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và đại diện hai bên gia đình thì đã rất là bỏ rất là nhiều thời gian, không có quản là hôm nay rất là mưa để đến với chương trình. Và cảm ơn tất cả mọi người á. Rồi. Anh cầm đi, anh cầm. Rồi em. Hãy nắm thật chặt tay nhau để vượt qua cái cơn mưa vừa rồi. Qua bên kia nữa kìa. Tâm sự tiếp đi. Nắm chặt tay nha, xin nha.